Hello, xin chào tất cả các bạn, là mình Black Robot đây. Và hôm nay thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video để về mở rương sự kiện các bạn nhé. Được rồi, bắt đầu thôi. Đây, hiện tại thì mình có một ít xu và mình sẽ thử mở cái rương 150 xu này nhé. Nào, xin đầu tiên này. Có vàng này, mình sẽ mở thử ở giữa các bạn nhé. Và mình đã bắt bóc được 1.500 vàng. Tiếp tiếp theo là ui trời, lại vàng tiếp rồi. Ui thơm thế nhỉ. Tiếp theo là chắc là sẽ ra rồi. Đúng rồi. Xem nào. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái này. Và mình có skin rồi, nhưng mà mình chưa có setup nên là chưa có gì nhiều nhá. Trong này nếu có setup thì mình sẽ quay video về nó sau. Tiếp tục chắc là setup rồi. Hay không, đi cây này. Yeah. Mình còn có thứ dương nữa và thêm setup tiếp tục này. Thật ra thì cái sự kiện này cái tỷ lệ rơi đồ nó khá là thấp hơn hẳn so với các sự kiện khác, chủ yếu là mảnh thôi, các tài nguyên khác thì nó cũng khó ra. Và đây thì mới lấy được thêm 5.000 pin năng lượng. Trước thì khi mà mình mở tầm này dương thì kiếm được rất nhiều tài nguyên, nhưng mà bây giờ nó rất ít, hoàn toàn chỉ là mạnh thôi, còn thứ và tài nguyên nó rất ít. Có robot cũng vậy đấy, lại sẽ đó thôi. Giờ mình còn cho một ít lượng nữa rồi chắc là lại sẽ đó hoặc là đi cây rồi. Đúng luôn rồi. Mình sẽ nghĩ là draft tiếp rồi. Oh, đi cây này. Hiện tại còn chưa thấy cảm thấy nào, nên là chắc sẽ phải chờ lâu ấy. Tìm vàng rồi. Chính xác đợt này mình cũng được nhiều vàng hết, phết đấy. Ui dồi ôi. Con này. À, mình muốn cây đi cây cơ mà. Không sao, cũng được. Để xem phần cuối nào. Lại mạnh rồi. Strap. Rồi,